Chiều 14 tháng 11, Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng cho biết đơn vị chức năng đã kịp thời xử lý sự cố động vật chạy vào sân bay. Cụ thể, khoảng 14 giờ 58 phút ngày 13 tháng 11, trực ban điều hành thông báo phát hiện có một con chó tại khu vực vị trí đổ số 4 và số 5 của sân bay Đà Nẵng. Ngay lập tức, trực ban Cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng đã thông báo cho đội vệ sinh môi trường và an ninh khu bay phối hợp xua đuổi và nhanh chóng bắt giữ lại. Sau 19 phút hủy hạ cánh và bay chờ, chuyến bay VN173 đã hạ cánh an toàn xuống sân bay Đà Nẵng lúc 15 giờ 36 phút.